Rồi hello xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh của Thành Trung Invest. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một series với chủ đề chứng khoán từ A đến Z, giải thích mọi định nghĩa, khái niệm dưới góc nhìn đơn giản nhất dành cho chị em nhà đầu tư F0 mới tham gia thị trường. Và hy vọng rằng cái chuỗi series này sẽ giúp cho anh chị em giải đáp được những câu hỏi thắc mắc của mình trong quá trình đầu tư anh chị em nhé. Giao dịch thỏa thuận là gì? Thì đi theo định nghĩa, giao dịch thỏa thuận là phương thức bên mua và bên bán tự thỏa thuận các cái điều kiện giao dịch như là giá, khối lượng hình thức thanh toán rồi sau đó thông báo cho công ty chứng khoán của cả hai bên thì trong trường hợp mà nhà đầu tư muốn giao dịch thỏa thuận nhưng mà chưa xác định được đối tác ấy, thì có thể liên hệ với các công ty chứng khoán để được nhập lệnh chào mua hoặc là chào bán và khi tìm được đối tác và đạt thỏa thuận ấy, thì công ty chứng khoán sẽ là người đại diện cho nhà đầu tư để giao dịch thì giao dịch thỏa thuận nó được thực hiện trong suốt phiên nhé trừ cái giờ nghỉ trưa thôi cái lệnh giao dịch thỏa thuận ấy thì nó chỉ có hiệu lực trong ngày và giá nó phải nằm trong cái biên độ dao động của ngày hôm đó. Nhà đầu tư thì không được giao dịch thỏa thuận trong ngày đầu tiên khi cổ phiếu lên sàn đâu. Đó. Lệnh giao dịch thỏa thuận thì nó không được phép hủy trong thời gian giao dịch mà nếu như mà công ty chứng khoán nó gặp sai sót ấy thì nhà đầu tư được phép sửa nhưng mà mà phải xuất trình cái lệnh gốc và được đối tác và sở giao dịch chứng khoán chấp nhận. Đó thì giá giao trị giá trị giao dịch thỏa thuận ấy nó không được sử dụng để tính toán các chỉ số như là chỉ số vn index hnx index hay là upcom index đâu được chưa rồi tiếp theo định nghĩa là khớp lệnh định kỳ là gì thì uh, phiên khớp lệnh định kỳ nó chỉ áp dụng tại uh, sàn HOSE và khung thời gian 9 giờ đến 9 giờ 15 là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa ATO và 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 ấy là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Nhà đầu tư khi không thể hủy hay sửa lệnh trong hai khung này thì cái phương thức khớp lệnh định kỳ và nó được thực hiện trên cái cơ sở là so khớp các lệnh mua và bán tại một thời điểm xác định. Giá thực hiện là giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu như mà có nhiều mức giá thỏa mãn cái tiêu chí này ấy, à, hoặc là trùng ấy thì giá trùng hoặc là gần với giá khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn anh chị em nhé thứ ba là phương thức này nó sẽ ưu tiên nhà đầu tư đặt lệnh mua với giá cao hơn hoặc là bán với cái giá thấp hơn được thực hiện trước trong trường hợp mà lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng giá thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước thì sẽ được giao dịch trước và ưu tiên thực hiện à, phiên khớp lệnh nghiêm liên tục thì khớp lệnh liên tục ý nó được áp dụng tại sàn HOSE à, từ 9h15 đến 11h30 và 13h đến 14h30 Tại sàn Hà Nội thì là từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và 13 giờ đến 14 giờ 30. Còn lại thì sàn upcom ấy thì nó là suốt phiên trừ giờ nghỉ trưa thôi. Thì nhà đầu tư trong cái phiên này được sửa hủy lệnh trong quá trình giao dịch. Khác biệt cái phương thức này so với khớp lệnh định kỳ là cái sự tức thì, tức là bởi nguyên tắc khớp lệnh liên tục là so khớp lệnh mua và bán ngay khi đưa vào hệ thống. Thay vì cộng dồn chờ đến cái thời điểm kết phiên như phiên ATO hay ATC ấy, thì các lệnh này nó xác định là mức giá tốt nhất mua thì mua cao nhất bán thì bán thấp nhất được ưu tiên thực hiện trước nếu như mà nhiều lệnh có cùng mức giá như nhau ấy, thì lệnh nào đẩy vào hệ thống trước thì lệnh nó sẽ được ưu tiên trước được chưa?